với mỗi người dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Người là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ vì quyền lợi của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, người đã để lại một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà ngày nay đã trở thành lẽ sống tự nhiên trong mỗi người dân Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc phát triển nền nông nghiệp nước nhà, nâng cao đời sống của người nông dân. Người đã từng nói, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Thấm nhuần lời dạy của Bác, có một người giảng viên nông dân suốt 20 năm qua đã miệt mài tự nghiên cứu, lai tạo gần 60 giống lúa chỉ với nguyện vọng dành những gì tốt nhất cho cộng đồng. Ông là Hoa Sĩ Hiền, một người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất mặn đồng bằng sông Cửu Long. Cuộc đời nông dân một nắng hai sương, để làm ra hạt lúa, mặn nhiều hơn ngọt. Mặn vì nước biển xâm nhập, mặn vì biến đổi khí hậu. Trước thực trạng đó, ông Hiền đã tìm tòi, nghiên cứu các giống lúa có khả năng chống chịu thời tiết, độ mặn và kháng sâu bệnh, với mong muốn giúp gia đình cũng như người dân cải thiện đời sống. Trên diện tích 4.000 m² của chính gia đình, ông đã lai tạo ra những giống lúa phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là thành quả đạt được sau bao thử thách vất vả, nhưng học và làm theo lời Bác, chưa bao giờ ông Hiền chùn bước trước những khó khăn. Tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Bác Hồ chúng ta, thì trong đó tôi học tập và làm theo được đức tính của Bác Hồ ở cái chỗ là cần kiệm liêm chính và chí công vô tư. Thì trong đó tôi là đi sâu vào cần cù lao động. Bất kỳ một cái lĩnh vực nghiên cứu thì nó cũng phải có cái sự gian nan, nó cũng phải có cái sự xó nhọc, nhưng mà đức tính cần cù lao động và sáng tạo nó luôn cho ta thấy và những cái điều hay thường là nằm ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà còn sống, còn phấn đấu thì là tôi sẽ còn tiếp tục mãi trong cái công việc. Giống ở đây mình canh tác thì khả năng chịu phèn nó kém, thì năng suất nó thấp. Thì em biết được chú Hiền có những cái bộ giống chuyên về phèn, và đặc biệt ngoài việc kháng phèn ra thì phẩm chất gạo cũng khá cao. Thì chú cho đưa cho một số giống về thì vùng đất của mình không. Sau khi canh tác tầm khoảng 4-5 giống về để kiểm tra có thích ứng được khoảng thời gian, thì em phát hiện có một số giống có tiềm năng rất là lớn đối với vùng đất của mình, đặc biệt là những cái dòng lúa thảo dược của chú. Có nhiều lần cũng hỏi chú là tại sao giống đưa cho con chú không bán để lấy tiền để tiếp tục lại sản xuất lại. Thì chú cứ nói thì nó không đáng bao nhiêu. Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng trong hơn 20 năm qua, ông Hoa Sĩ Hiền đã được vinh dự nhận nhiều bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất giỏi, trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, ông Hiền đang viết lại chu trình, cách thức lai tạo cũng như lịch sử của những giống lúa để hiến tặng, đóng góp cho sự phát triển của ngành nông nghiệp nước nhà. Với ý chí quyết tâm vượt khó, mỗi ngày ông vẫn tiếp tục tự nghiên cứu giống lúa nâng độ chịu mặn lên cao hơn
để sẵn sàng đối phó với những đợt hạn mặn có thể còn ảnh hưởng sâu rộng tới đồng bằng sông Cửu Long. Và cũng bởi tâm nguyện lớn hơn nữa, đó là tạo ra các giống lúa có năng suất, chất lượng cao và trở thành những thương hiệu gạo ngon của Việt Nam vươn ra thế giới.